Những người cũng nhìn thấy rồi đó, làm sao chống lại được bọn ta? Chỉ còn lác đác vài người với mấy cái khiên ốp trên cái lưng, số phận của các ngươi sẽ bị sức mẻ về chậu ông bà mà thôi. Nếu như các ngươi biết điều thì hãy nhanh nhanh hàng phục chúa thượng của bọn ta đi. Đúng rồi, các ngươi bây giờ giống như cái điện thoại mà chưa được ép kiến cường lực, mà cho dù có ép cũng sẽ bị hàng vạn mũi tên làm bể mà thôi. Dù có qua Hưng Phát thay kiến cũng khó bảo toàn được mạng sống. Hưng Phát tiến lên! Nếu ví bọn ta như miếng kiến cường lực thì bọn ta chính là trái tim của Hưng Phát. Cảm ơn ngài đã rửa nhục cho tôi. Chúng ta bây giờ như những tấm kính điện thoại bị bể nát, nhưng đã có Hưng Phát chúng ta sẽ bất tử.